Hiện bạn lại đi. Tại sao ông không mua nhà ở chỗ khác? Ông lại mua nhà ở đối diện bạn của nó hả? Bà ơi thôi, ông có phải là cha không? Tôi đã nói là chuyện không ai muốn. Bà làm cái gì mà hồ đồ vậy? Nè, tôi cho ông biết nha, nếu ông không ngừng lại, tôi sẽ quậy đó. Tôi sẽ tới nhà đó tôi quậy đó. Bà ngon quậy đi. Bà. Ông đứng lại. Con ở đâu về? Nói cho má nghe coi. Sao vậy hả? Má tỉnh lại nè. Con phát hiện ba có nhà bé bên ngoài, nhà đối diện với nhà Nguyên á má. Nhỏ đó còn đánh con nữa. Cái gì? Nó đánh con hả? Trời đất ơi, rồi con có sao không? Dương, bà xin lỗi. Ông đi ra khỏi nhà tôi. Ông không xin ra ở đây nữa. Bà làm gì vậy? Má ơi. Bà làm gì vậy? Đi đi. Má ơi má. Ông mặc kệ mày con tôi. Ông đi đi. Chuyện xảy ra không ai muốn mà. Bà nói gì vậy? Thành phố này rộng lớn biết bao nhiêu. Bà im cái miệng bà lại đi. Tại sao ông không mua nhà ở chỗ khác? Ông lại mua nhà ở đối diện bạn của nó hả? Bà ơi thôi. Ông có phải là cha không? Tôi đã nói là chuyện không ai muốn. Bà làm cái gì mà hồ đồ vậy? Nè, tôi cho ông biết nha, nếu ông không ngừng lại, tôi sẽ quậy đó. Tôi sẽ tới nhà đó tôi quậy đó. Bà ngon quậy đi. Bà. Ông đứng lại. Chị má ơi. Má ơi. Má ơi. Má sao vậy? Con dạ, dạ. Trời, bà chủ, bà chủ sao vậy? Má ơi, đừng có làm cho con sợ mà má. Bà chủ ơi. Ly ơi. Ông đâu rồi? Đi rồi hả? Chị Ly có thái độ kỳ vậy chị Mai? Nó kêu má ly dị mà má không chịu nên nói như vậy. Má, chị Mai sao bà thay đổi dễ sợ vậy chị Mai? Chị cũng biết chuyện này rồi đúng không? Vậy chị Ly có biết không? Tại sao nhà này chỉ có một mình con không biết vậy? Không phải như vậy đâu. Cả nhà ông Mai muốn em sao lãng việc học nên ông Mai dám nói với em. Má, con xin lỗi má. Nhưng mà con không biết để con an ủi má. Em đừng có khóc nữa. Em phải tập trung lo chuyện học đi. Chuyện người lớn cứ để cho người lớn giải quyết. Gia đình nào rồi cũng có thời gian sóng gió, rồi từ từ sẽ qua mà em. Chị nói với em á, chuyện này đã vài tháng rồi đúng không chị? Chị mọi thứ tốt hơn hay là tệ hơn vậy chị? Sao mọi người trong nhà không ai nói cho em nghe hết vậy? Em lớn rồi mà, em đâu phải là một con nít đâu, sao mọi người phải giấu em như vậy? Không phải đâu, chẳng qua là tại vì mọi người không muốn em sao lãng việc học. Nếu như có cái gì là tương lai của em mất hết. Má không muốn như vậy đâu. Em lớn rồi,
Cho dù có chuyện gì xảy ra thì em vẫn chịu trách nhiệm được việc làm của em mà. Chị có hiểu được cảm giác của em bây giờ không? Không phải chỉ một mình ba lừa dối em, mà cả nhà đều lừa dối em hết, chị có hiểu không? Em đừng như vậy mà Dương. Mọi người đều coi em giống như là con ngốc vậy á. Từ người thân đến bạn bè em cũng vậy. Em muốn ở một mình, chị ra ngoài giùm em. Cho lòng anh say đắm, đời anh như giấc mơ giữa ngàn dòng tố điều hòa, đời em như nhánh hoa vẫn ngát thơm ngọc lan. Chị ơi, tìm em trong giấc mơ, em loài hoa trắng tinh mơ, mùi hương bay ngất ngây khiến cho tại sao em có thái độ như vậy? Có biết là má đau lòng lắm không? Má biết đau lòng sao? Má chịu đựng giỏi lắm mà. Chuyện của ba má còn chịu đựng được thì em có làm gì đâu mà má đau lòng. Sao em lại có thể nói như vậy chứ? Chuyện của ba đã đủ làm má đau lòng lắm rồi. Bây giờ niềm an ủi má là chỉ có tình cảm của chị em mình. Nếu như em làm như vậy thì má sẽ gục ngã và đau khổ đó. Em không đồng ý cách giải quyết của má. Bây giờ chị biểu em phải làm sao? Nhưng mà ít ra thì em cũng phải tôn trọng quyết định của má chứ. Chị à, chị không thấy là em tôn trọng quyết định của má, cho nên là em không xí vào chuyện này. Để em không xí vào chuyện này thì em không quan tâm. Mắc công em nói này nói nọ, bắt má phải ly dị ba, rồi má quay lại chửi em chứ ai. Nói chung là quyết định của má, sướng khổ thì má chịu, đừng bắt em phải chia sẻ nữa. Nếu mà má nghe lời em, có chuyện gì xảy ra em sẽ ở bên má. Sao em lạnh lùng quá vậy? Chị phải biết là con người cứng rắn thì mới làm được chuyện lớn. Chứ cứ giống má như vậy thì suốt cuộc đời này sẽ bị đàn ông chà đạp. Sao em có thể nói được những lời như vậy hả Ly? Chứ chị không thấy sao? Trong chuyện này ai là người hưởng thụ nhiều nhất? Là người đàn ông tham lam như ba đó thôi. Bây giờ một lúc được hai bà vợ chiều chuộng níu kéo, trai gái bây giờ có đủ hết rồi. Chị thấy chưa? Chị á cũng nên rút kinh nghiệm cho bản thân mình đi, đừng có hiền như má, sau này hối hận đó. Chị mong làm dẹp bớt cái tôi của mình, để má bớt đau khổ trong giai đoạn này.